Hello anh em, ở trong video lần này, nhân vật chính của chúng ta sẽ sinh tồn 100 ngày trong thế giới The Lovecraft. Thế giới này rất là đẹp, đúng không nào? Nhưng anh em đừng để vẻ đẹp đó đánh lừa, vì thế giới này thật sự rất ác mộng, nhân vật chính đã chết rất là nhiều. Trong 100 ngày này, anh chỉ có hai mục tiêu duy nhất, lấy đầu được các vị vua. Có hai giống loài vua, cai quản hai phần khác biệt hoàn toàn nhau. Thứ nhất, một giống loài thủy quái, tạo ra nỗi ám ảnh dưới lòng biển đại dương suốt bao nhiêu nghìn năm qua, Sea Serpent, vị vua của đại dương. Thứ hai, cũng là giống loài quái vật khó chơi và đã gây ra nhiều nỗi kinh hoàng nhất cho thế giới này, những con rồng, những vị vua của bầu trời. Liệu nhân vật chính của chúng ta, Tychus, có thể diệt trừ được những vị vua đã gieo rắc nỗi ác mộng suốt mấy nghìn năm qua trong vỏn vẹn 100 ngày? Trước khi bắt đầu vào cuộc hành trình đầy cam go này, nếu như anh em thích những video tóm tắt Minecraft kiểu này thì chắc chắn anh em nên nhấn vào nút đăng ký. Nhân vật chính của chúng ta, Tychus, rất thích làm video tóm tắt kiểu này. Anh sẽ còn up rất là nhiều những video tóm tắt thế này lên YouTube. Anh em đăng ký cho anh ấy, chắc chắn anh em sẽ không thất vọng đâu. Bây giờ, đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi, xin giới thiệu với anh em siêu phẩm sinh tồn 100 ngày The Lovecraft được thực hiện bởi Tychus. Chúc anh em xem video vui vẻ.